Lợi ích của nho đen giúp kiểm soát đường huyết. Nho đen là loại quả giàu chất dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. 1. Kiểm soát đường huyết. Tiêu thụ nho đen giúp chữa bệnh tiểu đường. Trong loại quả này có resveratrol, một loại phenol tự nhiên, làm tăng tiết insulin và độ nhạy insulin, từ đó duy trì, kiểm soát lượng đường trong máu. 2. Cải thiện thị lực. Nho đen chứa lutein và zeaxanthin, cả hai đều là carotenoid, có tác dụng duy trì thị lực tốt. Ăn nho đen có lợi ích cho mắt, bằng cách chống lại tổn thương oxy hóa của võng mạc và cũng ngăn ngừa mù lòa. 3. Thúc đẩy tóc khỏe mạnh. Nho đen chứa chất chống oxy hóa và vitamin E giúp tăng cường lưu thông máu ở da đầu, đảo ngược tình trạng rụng tóc quá nhiều, trẻ ngọn và tóc bạc sớm. 4. Giúp làn da khỏe mạnh. Các chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ chống lại các tia cực tím có hại. Vitamin C và vitamin E trong nho đen đảm bảo trẻ hóa các tế bào da và giữ độ ẩm cho da.